Bố mất khi em mới được 11 tháng tuổi, thiếu thốn tình cảm của cha ngay từ khi mới sinh ra. Năm lên 4 tuổi, mẹ đi bước nữa. Ở cái tuổi lẽ ra em được sống trong tình thương yêu đùm bọc, che chở của cả bố và mẹ, nhưng em lại chịu quá nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cậu học trò nghèo Bàn Quốc Huy, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng này là nơi ông bà ngoại và đứa cháu nhỏ cùng nương tựa vào nhau. Ông bà ngoại của Huy năm nay tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, lại thường xuyên ốm đau, không có thu nhập ổn định. Cuộc sống chỉ biết trông vào mấy luống rau quanh nhà và vài đồng có được nhờ những buổi bà ngoại chạy chợ khi không đau yếu. Ông bà nội ngoại đều nghèo, lại già cả, nhưng vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho Huy bằng cả tình thương yêu, cố gắng làm lụng để Huy tiếp tục được đến trường, thực hiện hoài bão của bản thân và có một tương lai tươi sáng hơn. Cô chỉ cầu mong là ông bà có nhiều sức khỏe. Cháu để cháu có chỗ dựa, nằm tinh thần cho cháu để cháu có chỗ dựa bên cạnh ông bà đến khi cháu trưởng thành. Khó khăn là thế, nhưng Huy chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Em là học sinh giỏi 9 năm liền của trường. Đặc biệt năm lớp 8, em đạt 2 giải 3 tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn địa lý dành cho cả hai khối lớp 8 và lớp 9. Ngoài việc học tốt tất cả các môn, thì môn địa lý là niềm đam mê của Huy và em thường dành nhiều thời gian nhất cho môn học này. Cháu thấy là anh Huy là một người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình anh Huy thiếu thốn tình cảm của cha, nhưng mà anh vẫn rất là nghị lực và vươn lên trong học tập. Nếu mà ai có khó khăn trong học tập thì anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Trong các tiết học thì bạn luôn chú ý các thầy cô giảng bài và tự giác trong việc làm bài tập. Và bạn ấy là một người có cái lối sống, có cái cách học rất là khoa học và sáng tạo. Lúc luôn giúp đỡ các bạn và vào những giờ ra chơi thì thường luôn kể cho các bạn nghe về câu chuyện hay và các bạn cười. Không chỉ nỗ lực phấn đấu học giỏi mà trong các hoạt động đoàn đội, em đều tham gia tích cực gương mẫu, đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình cậu học trò nghèo nhưng đầy nghị lực. Nhà trường cùng các thầy cô giáo cũng thường xuyên quan tâm, động viên Huy để em có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh. Các thầy cô giáo và nhà trường cũng rất là quan tâm đến cái hoàn cảnh của bạn Huy. Đó là thứ nhất là về học tập thì các thầy cô giáo luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bạn Huy tham gia quá trình học tập ạ. Ví dụ như là các phương tiện có thể là cho em mượn để học để có thể đạt được kết quả tốt nhất ạ. Với Huy, học và học thật giỏi chính là cách để đền đáp những yêu thương kỳ vọng của ông bà. Nỗ lực học tập cũng là con đường duy nhất để em mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình. Cậu học trò nghèo Bàn Quốc Huy, với lực học của mình, em hoàn toàn có thể biến những ước mơ lớn lao thành hiện thực. Vậy nhưng ước mơ của Huy lại thật giản đơn mà cao quý. Ông bà là điểm tựa tinh thần lớn nhất của cháu. Cháu mong muốn ông bà sẽ ở cháu suốt đời để đáp lại với những mong muốn, những sự cố gắng chăm sóc cháu của ông bà. Thì cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, thành công để thành người. Về hiện bây giờ thì cháu muốn được đỗ trường trung học phổ thông nội trú tỉnh. Sau đấy thì có thể cháu sẽ thi nghề sư phạm, có thể trở thành giáo viên dạy môn địa lý. Sự cố gắng và nghị lực phi thường vượt khó vươn lên của cậu học trò nghèo Bàn Quốc Huy xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều bạn trẻ noi theo. Tin tưởng rằng với những nỗ lực cố gắng ấy, Huy sẽ sớm đạt được những ước mơ và thành công trên con đường phía trước. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi có một suất học bổng trị giá 3 triệu đồng gửi tặng đến em Huy và chúc cho em luôn luôn phấn đấu trong học tập và luôn luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, và em sẽ thực hiện được những ước mơ của mình trong tương lai. Cháu xin trân trọng cảm ơn chương trình. Cảm ơn rất nhiều đến chương trình và đã tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ đến cho cháu. Quý vị các bạn thân mến, hành trình vươn tới ước mơ của chúng tôi kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.